Xin chào các bạn, trong clip này thì mình giới thiệu về diode cầu chỉnh lưu dùng để lắp vào động cơ 3 pha cho ra dòng điện một chiều, hay còn được gọi là chuyển từ AC sang DC. Ở đây thì mình có hai loại. Mình sẽ giới thiệu về chiếc diode cầu chỉnh lưu này trước. Bạn có thể quan sát cấu tạo của chiếc cầu chỉnh lưu này. Chiếc cầu chỉnh lưu này có 5 chân. Chiếc diode loại này nó tương đương với cách mắc 6 con diode riêng lẻ theo sơ đồ như sau. Với chiếc diode cầu chỉnh lưu này, thay vì bạn phải dùng 6 con diode lắp theo sơ đồ thì bạn chỉ cần dùng một con này là được. Loại này 50A và 1000V, chịu dòng và áp khá là cao. Ba chân này sẽ được nối với 3 dây của động cơ phát điện 3 pha. Còn hai chân này sẽ cho ra là điện DC. Cực bên phải có dấu cộng sẽ là cực dương, cực bên trái có dấu trừ là cực âm. Còn đây là loại diode cầu chỉnh lưu, loại có 4 chân, dùng để lắp điện xoay chiều về một chiều. Nó sẽ tương đương với cách mắc 4 con diode theo sơ đồ sau. Và để xác định chân thì các bạn có thể quan sát trên thân của diode có ghi chân dấu cộng này là chân dương của điện DC, còn chân bên cạnh là chân AC. Thì các bạn sẽ xác định được chân dương là chân có dấu cộng, chân chéo với chân dương là chân âm, hai chân còn lại là chân AC điện xoay chiều. Điện xoay chiều thì không phân biệt cực âm và cực dương nên bạn có thể lắp vào cực nào cũng được. Diode cầu chỉnh lưu thì có thể ứng dụng trong rất nhiều trường hợp, và ứng dụng được mình sử dụng nhiều nhất đó là lắp vào động cơ phát điện qua cầu chỉnh lưu ra điện DC để thắp sáng bóng đèn, hay dùng để lạp cho bình ắc quy. Bạn nối 3 dây của động cơ phát điện với 3 chân của diode chỉnh lưu, chân nào cũng được. Còn hai chân còn lại sẽ là đầu ra, mình sẽ dùng đồng hồ để đo điện ra cho các bạn xem. Mình nối que đỏ với chân dương và que đen với chân âm. Bạn có thể thấy là khi mình quay trục động cơ thì nó đã tạo ra điện. Với chiếc diode cầu chỉnh lưu này thì bạn quay chiều nào nó cũng phát ra điện mà không sợ bị sai cực. Do đó ứng dụng được người làm nhiều nhất đó là gạt vào động cơ phát điện gió. Nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy để lại comment hoặc liên lạc với mình qua số hotline và Zalo hiện trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.